Hiệp định Thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA dành cả một chương có dung lượng lớn nhất, tập hợp các nguyên tắc, yêu cầu về tiêu chuẩn bảo hộ, cũng như thực thi việc bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là một trong những khía cạnh cam kết được cho là sẽ có tác động trực tiếp tới thể chế pháp luật, cũng như thực thi hiệp định của Việt Nam với những điều cần lưu ý. Thông tin tại hội nghị Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, một số cam kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và những điều cần lưu ý do Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức mới đây cho thấy, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp. Việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chưa thật sự hiệu quả, chủ yếu áp dụng các biện pháp hành chính. Trong khi đó, EVFTA đưa ra các yêu cầu về thực thi sở hữu trí tuệ theo hướng nghiêm khắc hơn, nâng mức trách nhiệm, biện pháp trừng phạt đối với chủ thể có hành vi vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ. Tức là một là chúng ta đặt ra là hướng tới là top nước nhóm đầu của ASEAN 2030 trên tất cả các phương diện, từ cái trình độ sáng tạo rồi bảo hộ và khai thác cái quyền về sở trí tuệ. Như vậy thì cái hệ thống thực thi và quản lý về sở trí tuệ của chúng ta chắc chắn sắp tới sẽ được phát triển một cách đồng bộ và hiệu quả trên tất cả các khâu. Và chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống những cái hiện tượng vi phạm pháp luật, và phải đặt ra cái mục tiêu bên cạnh cái việc hoàn thiện thể chế và pháp luật về bảo hộ cái quyền tác giả và sở hữu trí tuệ, thì phải thực thi pháp luật phải được nâng cao cả về mặt là bộ máy tổ chức cũng như là cả tinh thần hiểu biết pháp luật và cũng như ý thức chấp hành pháp luật của từng tổ chức cá nhân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh, Hiệp định EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao, điều chỉnh rất nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có vấn đề sở hữu trí tuệ. Đây là một nội dung mới chỉ xuất hiện trong một số ít FTA mà Việt Nam tham gia. Trong xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay, hệ thống sở hữu trí tuệ mạnh là cơ sở, tiền đề để một quốc gia kiểm soát các hoạt động kinh doanh và bảo vệ thương hiệu.